Chào mừng bạn đến với Nguyễn Linh 0303. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ gửi đến các bạn về tỉnh cuối cùng của vùng đất Tây Nguyên, nơi có diện tích trồng trà lớn nhất Việt Nam. Nhắc đến nơi đây là nhắc đến tên của một thành phố du lịch được rất nhiều người trong và ngoài nước biết đến, Đà Lạt, Viên Ngọc trên cao nguyên. Cùng với đó, nơi đây nổi tiếng với những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, nên thơ, hữu tình. Địa danh đã được ghi nhận trong rất nhiều các bài hát như Đổi Thông, Hai Mộ, Đà Lạt, Thành Phố Tình Yêu. Và tỉnh mà mình muốn giới thiệu ngày hôm nay, đó chính là tỉnh Lâm Đồng. Vậy ngoài những điều riêng biệt mà mình vừa nêu, thì Lâm Đồng còn có những đặc điểm gì? Chúng ta hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Vùng đất Lâm Đồng ngày nay từ lâu đã có con người sinh sống, mà hậu duệ của họ cho đến lúc bấy giờ là các cộng đồng người Mạ, Cơ Ho, Mân Âu, Chu Rây và Trác Lê. Đến cuối thế kỷ thứ 19, các dân tộc bản địa có phương thức sản xuất chính là du canh du cư, đốt rừng làm rẫy, kinh tế mang tính chất tự cung tự cấp. Ngày 1 tháng 11 năm 1899, chính quyền Pháp lập tỉnh Đồng Nai Thượng, tỉnh lỵ đặt tại Di Linh. Đến năm 1903, bãi bỏ tỉnh Đồng Nai Thượng, chuyển thành đại lý hành chính Di Linh do đại diện của công sứ Bình Thuận cai trị. Ngày 6 tháng 1 năm 1916, thành lập tỉnh Lâm Viên gồm đại lý Đà Lạt mới lập lại và đại lý Di Linh tách từ tỉnh Bình Thuận, tỉnh lỵ đặt tại Đà Lạt. Ngày 31 tháng 10 năm 1920, xóa bỏ tỉnh Lâm Viên, một phần lập ra thành phố Đà Lạt, phần còn lại lập lại tỉnh Đồng Nai Thượng, tỉnh lỵ đặt tại Di Linh. Ngày 19 tháng 5 năm 1958, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đổi tên tỉnh Đồng Nai Thượng thành tỉnh Lâm Đồng, đồng thời tách một phần đất sắp nhập vào thành phố Đà Lạt, thành lập tỉnh Tuyên Đức. Tỉnh Lâm Đồng gồm hai quận là Bảo Lộc và Di Linh. Đến tháng 2 năm 1976, sắp nhập tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Tuyên Đức thành tỉnh Lâm Đồng mới. Sau nhiều lần chia tách và sắp nhập địa giới hành chính, hiện nay Lâm Đồng có hai thành phố là thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc và 10 huyện. Chúng ta cùng nhau xem xét điều kiện tự nhiên của tỉnh Lâm Đồng. Xét về vị trí địa lý, Lâm Đồng thuộc Nam Tây Nguyên, có diện tích tự nhiên vào khoảng 9.781 km², tỉnh lỵ là thành phố Đà Lạt nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 300 km về hướng Đông Bắc, cách thủ đô Hà Nội khoảng 1.414 km tính theo quốc lộ 1, và tỉnh Lâm Đồng có vị trí địa lý như sau: phía đông giáp tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận; phía tây giáp tỉnh Đồng Nai; phía nam và đông nam giáp tỉnh Bình Thuận; phía bắc thì giáp tỉnh Đắk Lắk. Xét về điều kiện địa hình, Lâm Đồng nằm ở phía tây của Tây Nguyên, trên ba cao nguyên và là khu vực đầu nguồn của hệ thống sông suối lớn. Địa hình đa số là núi và cao nguyên, với độ cao trung bình từ 800 cho đến 1.000 mét so với mực nước biển. Đồng thời cũng có những thung lũng nhỏ bằng phẳng. Đặc điểm nổi bật của địa hình tỉnh Lâm Đồng là sự phân bập khá rõ nét từ Bắc xuống Nam. Xét về điều kiện khí hậu, Lâm Đồng nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa biến thiên theo độ cao. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ thay đổi rõ rệt giữa các khu vực, càng lên cao nhiệt độ càng giảm. Nhiệt độ trung bình hàng năm dao động từ 18 đến 25 độ C. Thời tiết ôn hòa và mát mẻ, lượng khí mưa trung bình là 1.750 đến 3.150 mm trong năm. Độ ẩm tương đối trung bình cả năm là 85 đến 87%. Xét về điều kiện tài nguyên, thì Lâm Đồng là vùng đất có nhiều tài nguyên khoáng sản với trữ lượng lớn chưa được khai thác. Lâm Đồng có 25 loại khoáng sản, trong đó bauxit và than bùn có khả năng khai thác ở quy mô công nghiệp với trữ lượng rất lớn, hơn 1 tỷ tấn. Ngoài ra, Lâm Đồng còn có một số mỏ nước khoáng tại các huyện Lạc Dương, Đức Trọng và Cát Tiên. Chúng ta cùng nhau xem xét về điều kiện kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Xét về định dân cư, tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019, dân số Lâm Đồng là 1.296.906 người, mật độ dân số đạt 125 người trên 1 km². Trong đó, dân số sống ở thành thị chiếm 39%, dân số sống ở nông thôn chiếm 61% so với dân số toàn tỉnh. Lâm Đồng có 43 dân tộc cùng sinh sống, trong đó nhiều nhất là dân tộc Kinh, xếp thứ hai là người Ca Ho và xếp thứ ba là người Mạ. Xét về điều kiện văn hóa, văn hóa ở Lâm Đồng được hình thành trên nền văn hóa Việt Nam. Văn hóa các dân tộc thiểu số bản địa và một phần của văn hóa các dân tộc thiểu số phía Bắc.
Sự phối hợp giữa các yếu tố văn hóa này với nhau tạo thành kho tàng văn hóa dân gian đặc sắc, phong phú, đa dạng, biểu hiện trong những dụng cụ sinh hoạt, kiến trúc dân gian, trang phục, ẩm thực, trong nghề rèn, nghề dệt, trong tín ngưỡng và phong tục tập quán. Nổi bật trong hệ thống những di sản văn hóa truyền thống ở Lâm Đồng là những ngôi nhà dài của các dân tộc thiểu số. Đây không chỉ là nơi sinh sống của thành viên trong một gia đình, mà còn là nơi lưu trữ, trưng bày những vật thiêng, những tài sản có giá trị. Bên cạnh đó, Lâm Đồng còn có những lễ hội mang màu sắc tín ngưỡng như lễ cúng thần rừng, thần nước, hay là những phong tục tập quán của cộng đồng và cá nhân mà tiêu biểu đó là lễ ăn trâu kết nghĩa, ăn trâu mừng thọ cho mẹ. Ngoài ra, âm nhạc dân gian cũng là điểm nổi bật trong văn hóa tinh thần của các dân tộc bản địa nơi đây. Chính âm nhạc dân gian đã góp phần làm phong phú đặc sắc văn hóa của Lâm Đồng. Xét về tiềm năng du lịch của tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng không chỉ được thiên nhiên ưu đãi về điều kiện khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm, cảnh quan thiên nhiên độc đáo như thác Kali, khu du lịch suối vàng, khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang, các hệ thống hồ, rừng, đồi núi, mà còn là nơi hội tụ của nhiều di tích lịch sử, văn hóa, lễ hội có giá trị cao về truyền thống, bản sắc và văn hóa tâm linh. Là vùng đất có lịch sử hình thành lâu đời, Lâm Đồng có sự đa dạng về thành phần dân tộc, là nơi sinh sống của 43 dân tộc như Kinh, Cho, Mạ, Nùng, Tày. Cùng với đó, người dân Lâm Đồng có truyền thống cần cù sáng thẳng và vô cùng thân thiện du khách. Những yếu tố địa lợi nhân hòa mang đến cho Lâm Đồng tiềm năng to lớn để phát triển các loại hình du lịch riêng của mình, từ du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa gắn với cộng đồng, du lịch lễ hội sự kiện cho đến du lịch sinh thái. Trong video ngày hôm nay, mình đã gửi đến các bạn về tỉnh cuối cùng của vùng đất Tây Nguyên, đó là tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi cho rất nhiều cảnh quan tuyệt đẹp, nên thơ hữu tình. Đặc biệt Lâm Đồng còn có một thiên đường du lịch nổi tiếng được du khách trong và ngoài nước biết đến, đó là thành phố Đà Lạt. Nếu có dịp, các bạn hãy đến với nơi đây, đến với Đà Lạt, thưởng thức những cảnh đẹp thơ mộng, không khí trong lành mát mẻ, hòa mình vào các lễ hội Tây Nguyên của thành phố ngàn hoa này. Và thật sự là cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Các bạn hãy like, share và đăng ký kênh của mình để đón nhận những video bổ ích tiếp theo mà mình chia sẻ về lĩnh vực địa lý và lịch sử. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.